tin gà đấy nhá, phải đơn giản đâu. Chỗ này thấy nhiều người đi này, đây, chùa này nhiều bịt cổ tráng này, nhiều cái đài thù chứ phải cổ thù này bà ha, toàn cái cổ thù đẹp. Tới đây mà thành luôn bà ha. Nhìn cổ kính ghê. À, chỗ này vẫn ít người đi anh bà này. Nhìn hai cái dòng chữ to hả? Họ làm cái gì vậy? Đó. Như con quà kéo vậy. À, họ cũng làm những cái này như như chỗ kia anh bà kìa. Đi xuống xem thế nào. Nhìn hòn đá mà giống như cái trứng ấy. Hòn đá như cái trứng luôn. Cắt đi nhé. Cao 2 mét đấy. Ô, nhìn trăng nghiêm quá nhỉ. À, ba này là trọ cả. À, quay lại quay lại. Ô, gỗ mổ hết rồi này. Gỗ hết rồi này. Ô, một cả rồi, nguy hiểm rồi này. Cái này chỉ có một cái đấy, cái này họ làm tạm. Có một cơn bão làm tạm nó lâu rồi đó. À, nó mục hết rồi này. Giờ mà để ý nữa kìa. Cái này nó mục hết rồi. Quá một cơn bão nữa, ôi à, bong hết rồi. Quá không một cơn bão nữa là ra đi hết luôn. Vào đây thấy lên hẳn đi mà hết. Vào chỗ này thấy lên hẳn luôn. À, ui con rồng này đẹp bên bả này. Rồng này người ta chế tạo đẹp này. Mà chạy thi tháp thì thật luôn. Đẹp. Nó đẹp thế đấy nhé. Nhật người ta đi nhiều thật đấy. Cổ lắm rồi. À, đang đi đâu cứu hỏa này nó đi. Tiêu hỏa khí này kia này. Xem à. À người ta cùng thế này này. À người ta dẫn qua đây đó này. Đây có cái này hay chứ này. À, này có nhiều con cái kia. À con tàu này 5 tấn phiếu à, 2001 à. Lần đầu tiên mà đi vào cái ngôi đền này các bạn, toàn cây cổ thụ không. Nó có thể lần hẳn luôn ạ. Bây giờ giờ đi ăn quá. Hả? Kia thấy ai vô cả mình vô một chí. Cái tiểu quả như này vào đây toàn là cây thấy lần luôn đấy mọi người ạ, thấy lần luôn. Vào đây thấy không khí nó phải lần hẳn đấy. Nhật đầu năm người ta đi đền chùa nhiều thật đấy các bạn ạ. Họ như người Việt Nam và người Trung Quốc vậy ạ, đầu năm họ hay đi chùa. Đây có cổng đẹp thật đấy chứ. Cổng trời. Họ hay đan mấy cái gì đấy hay thật đấy. Cái cây này thì to vô đổi lắm. Đền thân. Thân đền. Rồi, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại một ngày nào đó.
xong rồi các bạn ạ. Đi hết buổi sáng luôn. Gần 2 rưỡi rồi. Các bạn thấy cái nhà này nó làm cái hộp đẹp chứ này. Rất là đẹp luôn. Xây phong cách rất đẹp. Oh, nhìn cái tường của rong rêu đẹp thật đấy. Để cái tường nhìn nó cũng đẹp. Bên đây có cái cầu và có cái con suối chạy qua đẹp cho các bạn này. Đây, chỗ này mình hay chạy bộ các bạn. Mình hay chạy bộ cái con đường này luôn. Do cái con đường này mình chạy bộ này. Cả một con suối đẹp đó. Còn xa xa kia các bạn thấy cái nước đang chảy xuống ở trên cao xuống thấp nhìn đẹp ghê. Nghe tiếng nước suối đấy, khỏe cả người luôn á. Còn bên đây là cái khu sản xuất điện năng lượng mặt trời. Toàn là những cái tấm pin rồng các bạn. Sáng hết luôn. Đã đời, ông mặt trời. Thôi, mình bắt đầu đi ăn đây các bạn ạ. Về đi ăn, đói rồi. Xin chào các bạn nhé.